Chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa ngày Tết. Đó là hoa tầm xuân, nụ tầm xuân như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một vài cánh mẫu mà mình đã làm sẵn rồi. Hoa tầm xuân này thì các bạn có thể dùng để cắm kèm với hoa đào, hoa mai như thế này. Cắm kèm với các loại hoa ngày Tết như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng để cắm hoa bất cứ các loại hoa nào mà các bạn cảm thấy là thích đó. Thì theo mình thì cái nụ tầm xuân này thì là cái loại hoa mà mình cảm thấy là nó dễ làm nhất, là thứ nhất, và thứ hai là nó tốn ít nguyên liệu nhất. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng giấy vụn để làm đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa để trang trí cắm kèm với các loại hoa chính nhá. Để làm được cái nụ tầm xuân như thế này thì các bạn cần nguyên liệu như sau nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa tầm xuân màu vàng nha. Nguyên liệu chính thì là giấy nhún màu, các mảnh nhỏ như thế này thôi. Thì bạn nào mà làm những hoa khác mà nó có còn thừa mảnh giấy nhún này thì các bạn có thể tận dụng nha. Kẽm cành. Kẽm cành này thì ở đây mình dùng cái kẽm cành nó ngắn để hướng dẫn các bạn thôi. Còn đâu hoa tầm xuân thì cái cành nó khá là dài, gấp đôi cái cành này đấy. Bạn nào mà muốn nó được như kích thước thật ấy thì các bạn mua cái loại kẽm cành nó dài nhá. Tiếp theo đó là băng keo sáp màu nâu, bông gòn này và thước kẻ. Thước kẻ này thì mình để đo kích thước cho các bạn thôi, chứ còn các bạn thì cũng không cần thiết. Cái bông gòn này, bạn nào mà không có bông gòn ấy thì các bạn có thể sử dụng cái giấy bản ấy, giấy đa năng ấy, hoặc là dùng giấy vụn nhá, đều được. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Các bạn chuẩn bị cho mình cái tờ giấy nhún màu sắc tùy ý các bạn lựa chọn nhá. Kích thước khoảng là 4 cm. Các bạn thấy chưa? Nên với 5,5 nha, hoặc là kích thước nhỏ hơn một chút cũng được. Các bạn dùng tay kéo giãn cái tờ giấy này ra. Sau khi kéo giãn ra thì các bạn dùng một ít bông gòn nha, một chút thôi. Tại vì cái nụ hoa tầm xuân này thì nó cũng không to đấy, nên là các bạn làm kích thước sao cho nó phù hợp mà nó giống với hoa thật nhất nhá. Rồi các bạn đặt vào giữa cái tờ giấy này, sau đó các bạn gập chéo hình vuông như thế này. Đó, các bạn gập như thế này nha. Rồi tiếp theo các bạn gập một cái đường chéo như thế này. Sau đó thì các bạn dùng ngón tay đẩy này, hoặc là dùng bất kỳ vật gì mà có thể ấn cái đầu này sao cho nó nhọn nhá. Đó, các bạn nhìn kỹ này, mình sẽ làm lại này. Các bạn đặt vào giữa cái hình vuông này. Sau đó để gập chéo cái hình vuông này lại. Tiếp theo là gập chéo một đường nữa. Như thế này. Sau này gập tiếp này. Rồi gập tiếp này. Gập một đường nữa. Rồi các bạn dùng cái vật nhọn tròn nhỏ nhỏ một chút, các bạn đẩy sao cho cái hình này nó xuân, sau đó các bạn túm vào. Rồi dùng tay xoắn chặt nó lại. Thì các bạn sẽ được những cái hút như thế này. Mình sẽ làm thêm một cái nữa nha. Một cái cành hoa tầm xuân như của mình ấy thì mình làm tầm khoảng 12 đến 15 cái nụ này nha.
Còn bạn nào mà làm với cái kích thước nó dài gấp đôi ấy, thì làm tầm khoảng 30. Các bạn cứ túm làm sao mà cho nó ra cái hình nó thon thon thuôn thuôn này. Đầu nó hơi 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 nó không tròn là được nhá. Như thế này là được. Rồi các bạn xoắn chặt nó lại là được nhá. Mình sẽ làm thêm một cái nữa. Ok, như vậy là mình đã làm xong được ba cái bút như thế này. Thì mình sẽ làm sẵn tầm khoảng 12 cái nhá. Thì mình sẽ làm tầm khoảng 12 cái. Đó, như thế này. Thì bước cuối cùng là mình ghép cái nụ này vào phần cành thôi. Thì để ghép được cái nụ này vào phần cành thì các bạn để ý là cái phần đầu của cây hoa tầm xuân ấy thì nó sẽ có một cái đoạn như thế này, nhọn nhọn như thế này. Mà cái cây của mình thì nó hơi ngắn đấy, nên là mình sẽ dùng thêm một cái đoạn giấy để tạo ra cái đoạn này nhá. Còn bạn nào mà làm dài rồi thì các bạn chỉ việc cuốn cái băng keo sáp màu nâu này vào là được nhá. Đây thì mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu giấy gì cũng được, các bạn dùng có thể dùng giấy ô ly, giấy tập cũng được nhá. Cuốn như vậy, sau đó thì các bạn dùng băng keo sáp để quấn chúng lại. Rồi các bạn nối vào cái phần kẽm cành này nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã được thêm một cái đoạn nó nhọn nhọn như thế này. Thì tiếp là chúng ta sẽ ghép cái phần nụ. Chúng ta dùng những cái phần nụ của chúng ta đã xoắn này, chúng ta đặt vào. Chúng ta đặt như thế này, chúng ta cuốn băng keo vào. Rồi cứ cách một đoạn thì chúng ta sẽ đặt một cái nụ nhá, cứ so le bên nhau ấy, so le với nhau là được. Các bạn chú ý là cũng đừng là ghép dày quá nha. Rồi các bạn cứ cuốn như vậy cho đến khi nào mà chúng ta cuốn hết cái phần nụ thì thôi nha. Càng nhiều nụ thì cuốn nó sẽ lâu hơn. Cái hoa tầm xuân này thì chúng ta không cần làm lá nha, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau khi cuốn xong thì chúng ta đã được một cành hoa tầm xuân như thế này rồi, rất đơn giản đúng không ạ? Các bạn là dùng tay để hơi chỉnh lại các vị trí sao cho nó đẹp một chút là được.
Với cái nụ tầm xuân này thì chúng ta có thể dùng để cắm cùng các loại hoa khác nhau nha. Cách đơn giản như vậy mà chúng ta cũng đã làm xong một cái nụ tầm xuân, không mất quá nhiều thời gian. Thì chúc các bạn sẽ làm được nhiều nụ hoa như thế này nhá. Các bạn có thể làm nhiều màu sắc khác nhau, màu nào cũng được, theo mình thấy như thế. Làm nhiều rồi để cắm vào cùng các loài hoa khác thì trông khá là đẹp đấy ạ. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa tầm xuân này nha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái mẫu hoa mới nhất cho các bạn. Bạn nào mà hay là các bạn nào có ý kiến muốn mình làm các clip về hoa gì đấy thì các bạn có thể để ý kiến ở bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng nghiên cứu và sẽ làm ra các loại hoa mà các bạn yêu thích nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha. Chúc các bạn thành công.